Được ví là cánh tay nối dài của ngân hàng chính sách xã hội, trong những năm qua, hàng ngàn tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh luôn phát huy hiệu quả, kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Nhiều năm liền là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Nhật Long, xã Nhật Ninh, bà Phạm Thị Thủy đã trở thành bạn đồng hành của rất nhiều hộ gia đình tại đây. Để tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, người phụ nữ này luôn chịu khó học hỏi, nắm vững thủ tục để hướng dẫn các thành viên trong tổ được vay vốn kịp thời và sử dụng đúng mục đích. Hộ vay không có tiếp cận được, lại hỏi tao hỏi mình thì mình cũng hướng dẫn, rồi mời trưởng ấp, rồi hội đoàn thể, rồi họp để xét là coi cái hộ đó đã đúng đối tượng hay không. Khi đây làm hồ sơ xong thì đem đến ủy ban xã xác nhận, rồi xong thì gửi cho ngân hàng chính sách phê duyệt. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Trụ thường xuyên kiện toàn và củng cố mạng lưới các tổ, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, nhất là công tác quản lý và điều hành nguồn vốn. Nhờ đó mà 100% tổ tiết kiệm và vay vốn tại huyện đều có số dư tiền gửi tiết kiệm. Có trên 95% số hộ còn dư nợ tham gia gửi với số tiền trên 30 tỷ đồng. Đến nay đó thì có 159 tổ. Với hơn 6.100 tổ viên định kỳ hàng tháng, thì tổ này được đánh giá xếp loại là tổ xếp loại tốt là trên 97%, còn lại thì tổ xếp loại khác, không có tổ trung bình yếu. Việc tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện để tạo vốn tự có, các tổ tiết kiệm và vay vốn đã giúp cho người dân quen dần với hoạt động tín dụng, tài chính và hình thành thói quen tiết kiệm, giảm bớt khó khăn khi trả nợ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương.